hàng mấy chục năm, có khi chả biết bao lâu, có khi cả để xem báo chí, truyền hình và người dân ở Khánh Hòa nói là bao nhiêu lâu, nhưng mà có khi cả trăm năm cũng không biết, là không không hề có bão. Đây là một trong những lần hiếm hoi bão đổ bộ ở Nha Trang. Ta thấy hầu như cây cối là đổ sập hết, một số cái thùng nước của một số gia đình còn bay cả trên trên kia xuống. Đây cái cột điện ở đây cũng gãy sập này, sân có mấy cột điện sập một lúc luôn. Chúng ta có thấy hai cái cột điện ở đây là gãy đổ, cây cối đổ ngổn ngang. Không biết là cái cấp gió mạnh ở bao nhiêu, nhưng mà hôm qua chúng ta xem báo thời tiết thì được thông báo là gãy từ cấp 11 đến cấp 15. Cây có thể nói là cây đổ ngổn ngang khắp đường. Ở Nha Trang thì có những người tóc bạc ở đây sống 6-70 tuổi, người ta nói là chưa bao giờ thấy bão, kể cả đời bố của ông bảo không có bão. Mặc dù vậy thì mấy hôm nay đài truyền hình Khánh Hòa rồi Ủy ban nhân tỉnh nhắn tin vào điện thoại di động, đây cây này đổ luôn, nhắn tin vào điện thoại di động kêu gọi này, cây đổ này. Người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác, nhất là hôm qua thì truyền hình Việt Nam lại phát đi cái tin về 20 năm cơn bão Linda đổ bộ vào Kiên Giang. Chính vì vậy cho nên là ý thức người dân thì cũng đã được nâng cao hơn, thì hy vọng là cái thiệt hại nó sẽ được giảm bớt. Đây, những cái công trình mà dùng tôn nhiều là sắp đổ hết. Đó. Cây ở phía trước cả cây gãy đổ hết. À, đại lộ Nguyễn Tất Thành. Thì ở đại lộ Nguyễn Tất Thành của Nha Trang thì chúng ta thấy khu vực này cây cối ít, cho nên là nó cũng đỡ gây lên cái gãy đổ ở dọc đường. Một số cái lều lán thì là sập hết. Đó, cổng này, cổng người dân đó cũng sập mất rồi. Cây á, cứ có cây là đổ. Cái sức gió rất là mạnh, chúng ta thấy là cây được bật gãy ngang thân cây luôn. Cây gãy đổ rất là nhiều. Phía trước đây rất nhiều cái lều quán ở khu vực này sập hết, cả cột điện cũng gãy luôn. Lều quán ở khu vực này là sập đổ hết, tán hoang. Lều quán và cột điện thì sập đổ hết, rất là kinh khủng. Các cái cành hai bên đường này bị thổi bung ra đường luôn, hầu hết là bị thổi bay ra được, để chúng ta thấy được là cái sức gió nó mạnh như thế nào, từ cao cho dưới thấp, từ trên cao cho đến dưới thấp đều bị thổi tung. Cái cây mà càng lớn thì lại càng có nguy cơ gãy đổ. Đây tàu thuyền thì người ta đã được kêu gọi để đi vào tránh trú bão rất là nhiều ở khu vực này. Đây, chúng ta thấy tàu thuyền đã được kêu gọi về bờ rất là nhiều. Thì hy vọng là những cái tổn thất sẽ được giảm bớt.
Nếu không có các cái chương trình truyền hình nói về cơn bão Linda mà gây thiệt hại đến 3.000 người chết và mất tích ở khu vực Kiên Giang cách đây 20 năm á, thì có thể thiệt hại còn lớn hơn. Bởi vì những cái chương trình truyền hình đó nói thì khiến cho mọi người đều có một cái sự cảnh giác hơn. Đây, nhà sập hết. Những cái nhà mà làm mái tôn là hầu hết là không trụ nổi ở cái cơn bão này. Cái cây cối gãy. Ở đây khu vực thành phố thì chúng ta sẽ thấy là cái thiệt hại thì nó cũng trong một cái chừng mực nào đó, là cái nhà mái tôn là tốc hết. Nhưng mà những cái khu vực nông thôn nơi dân nghèo thì cái thiệt hại lại sẽ là nặng nề hơn, với người dân đã nghèo rồi lại thêm bão như này nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến ra bờ biển Nha Trang để xem khu vực ở ngoài bờ biển nó như thế nào. Bởi vì hôm qua thì truyền hình Khánh Hòa vẫn đưa tin quay là người dân Nha Trang ra biển rất nhiều để xem bão. Đây, cây sụp đổ. Ra biển rất nhiều để xem bão. Bởi vì từ hàng mấy chục năm hay là cả trăm năm nay rồi thì Nha Trang không có bão. Cho nên là người dân rất là chủ quan cũng như là hiếu kỳ. Thực ra thì ngày xưa khi tôi đang ở Hà Nội tôi cũng thấy lạ, tại sao bão người ta đi ra biển làm gì. Lúc đó là truyền hình VTV1 có nói là người dân Nha Trang ra biển để xem bão. Mình bảo sao có cái chuyện kỳ lạ như thế, nhưng mà sau khi vào đây thì mình mới hiểu được là thực sự ở Nha Trang rất ít khi có bão xảy ra. Tôi ở đây 7 năm, đây cũng là lần đầu tiên thấy bão, còn đã nói chuyện với những người lớn tuổi ở đây, họ bảo bão không bao giờ vào Nha Trang. Chính vì thế cho nên là cũng sẽ gây nên một số cái chủ quan cho một số người, nhất là những người mà không có theo dõi truyền hình. Tuy nhiên là cũng có một cái hay vừa rồi là Nha Trang người ta, Ủy ban dân Khánh Hòa người ta nhắn tin vào tất cả các điện thoại di động, riêng máy của tôi nhận được 2 tin nhắn, không biết những máy khác như thế nào, về phòng chống lụt bão, rồi là các cái biện pháp để đảm bảo an toàn, rồi cho toàn bộ người dân được nghỉ trong cái ngày. Đây chúng ta thấy cây đổ kinh khủng hai bên đường, lực lượng chức năng người ta cũng đã cưa cắt dọn dẹp để có thể đi lại được. Ở đây thì ngày hôm qua tôi thấy các cái cơ quan chức năng người ta cũng đã đi cắt tỉa bớt cây, tuy nhiên là cũng không tỉa kịp hết được. Cái cây ở trước nhà tôi nó cũng không có to, người ta đã cắt một gần gần như một nửa cây rồi, thế mà mưa bão nó vẫn đẩy cho gần 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 đổ nghiêng hẳn. Cái tuyến đường này nếu mà sáng nay chúng ta đi sớm là không thể đi được, bởi vì cây đổ hai bên đường quá nhiều, gần như là tất cả các cây ở đây đây đều bị gãy hết, đổ gãy hết, gãy ngọn và gãy cành kinh khủng. Phải nói là cơn bão này rất là lớn. Tinh thần cảnh giác vẫn là trên hết, ai biết đề phòng cảnh giác thì người đấy sẽ đỡ thiệt hại hơn. Hôm qua tôi thấy truyền hình Khánh Hòa quay một số ngư dân người ta đã thu hoạch tôm để bán với giá rẻ, và tôm còn nhỏ người ta vẫn bán, thà là bán được ít hòa vốn hoặc lỗ ít còn hơn là mất trắng. Nên cái ý thức của người dân như thế là tuyệt vời, bởi vì chúng ta thấy một số cái vụ như vụ động đất sóng thần của Nhật Bản mà chết 20.000 người ấy, 20.000 hay là 200 gì đấy tôi không nhớ chính xác, nhưng mà một cái số thiệt hại rất lớn của Nhật Bản. Thì lúc đó tôi có xem lại các cái chương trình truyền hình làm thì người ta nói là đây cây này đổ chắn hết cả đường đi luôn. Truyền hình người ta nói là vì rất nhiều năm, năm nào cũng nói chung là rất nhiều lần cảnh báo sóng thần mà chả bao giờ thấy sóng thần cả. Cho nên là một số người người ta nghĩ là không có nên là mới chết, còn những ai mà người ta đề phòng người ta lánh nạn đi chỗ khác rồi thì người ta có cơ hội cơ may sống sót hơn. Không biết là khu vực này chúng ta có thể đi ra được biển hay không, bởi vì hiện tại bây giờ là phía trước xe chạy rất chậm mà cây đổ nhiều, không biết là nước biển hiện tại dâng lên bao nhiêu. Thế là có một người bị ngã bên đường mà chưa thấy có ai giúp họ. À không phải là ngã,
Người này xe bị chết máy. Đấy, người ta thấy cây đổ kinh khủng. Lực lượng chức năng đang rất là nhiệt tình, đang rất là nỗ lực để dọn dẹp khơi thông các cái tuyến đường để người dân có thể đi lại được. Hôm qua chúng ta thấy là không những người dân Nha Trang mà kể cả một số khách du lịch hiếu kỳ cũng ra biển để xem bão. Nhưng mà quả thật là quá nguy hiểm, nếu mà bão về với cái sức gió như sáng hôm nay thì là không ai có thể lường trước được hậu quả nó sẽ như thế nào. Bởi vì như sáng hôm nay là cái cánh cửa sắt của tôi để khu vực cho chuồng chó, và chuồng chó là gió nó bốc bay cả hai cái chuồng chó luôn, bốc bay ra vườn luôn, mình phải chạy ra để mở chuồng cho chó chạy vào nhà. Như vậy người ta biết là cái sức gió nó rất là mạnh, nó đẩy bay cả hai cái chuồng chó ra, nghĩa là cái sức gió nó ghê gớm. Đây là không biết chúng ta có đi được nữa không, chứ thấy khu vực này là nghe xe bị ùn tắc rồi. Không biết là chúng ta có thể lưu thông được ra tới biển hay không. Từ sáng giờ thì cũng đã nhiều lần nghe tiếng còi của xe cứu thương, có khả năng là cũng xảy ra nhiều cái vụ tai nạn do bão gây nên hiện tại bây giờ cũng đang có nghe tiếng xe cứu thương một từ xa vọng vọng đến, không biết là phía sau hay là cái hướng nào. Hiện tại bây giờ thì cái mức gió đã rất là nhẹ rồi, không có nguy hiểm như lúc sáng nữa. Lúc sáng nay thì gió nó mạnh mức độ mà xe cứu thương đang vượt đây để mình nhường đường ở xe cứu thương. Xe cấp cứu đã vượt. Đây khu vực này tan hoang. Vì gió từ ngoài biển vào rất mạnh cho nên là những cái nhà mà ở gần biển này thì mùa hè rất là mát, rất là tuyệt vời, nhưng mà khi mà đón bão thì cũng là rất là nguy hiểm nếu mà bão đúng cái hướng bão. Thực ra thì hàng mấy chục năm, có khi cả trăm năm bão không bao giờ vào Nha Trang. Nhiều người nói là do cái vịnh này nó được cấu trúc như nào đấy khiến cho bão không vào được. Nhưng mà tôi thì không nghĩ thế, bởi vì vịnh biển thì nó lô nhô, nó có đảo này đảo nọ, làm sao mà ngăn được bão. Giống như phía Bắc chúng ta đồi núi đầy còn chẳng ngăn được nữa là mấy cái đảo. Ở đây có cái đảo Hòn Tre, người ta bảo là nó che rồi nó đỡ bão, không phải, chẳng qua là bão nó không đi vào khu vực này thôi, nó ít khi vào và bây giờ thì nó vào thế thôi, chứ còn đảo không thể nào chắn được bão. Đây, chúng ta đã đi ra khu vực đường Trần Phú. Đây là cái con đường được xem là đẹp nhất của Nha Trang. Đây, người ta thấy cây đổ ngổn ngang chết, không biết lát nữa mình về có về nổi không, chắc không về được bên kia, là bây giờ xe người ta phải đi ngược chiều vào đây rồi. Này, để có những cái thước phim để phục vụ của khán giả thì cũng phải chấp nhận vất vả. Mình chắc đến đây tôi phải quay lại rồi, vì phía trước nước ngập với cả cây đổ nhiều quá. Ở bên kia đổ người ta không đi được, mình nhảy lên đây nữa thì gây cản trở giao thông. Để mình quay lại cho nó an toàn đi. Lên trên nữa này cũng gây thêm cản trở giao thông. Cơ bản như thế là chúng ta có thể hình dung được cái sức mạnh của cơn bão rồi. Hiện tại thì trời lại tiếp tục mưa, gió thì có mạnh hơn một tí, nhưng theo tôi nghĩ là gió bão thì đã đi qua rồi, bởi vì tôi sống ở miền Trung, khu vực
rất là nhiều bão. Thường thường cơn bão nó chỉ quần thảo khoảng 4 đến 6 tiếng là hết thôi. Cũng có những cái cơn mà nó kéo dài hơn nữa, nhưng mà cơ bản là thế. Và tôi nghĩ là có thể là cái gió bão thì đã đi qua rồi, nhưng mưa thì có thể vẫn còn tiếp tục. Và cái lượng mưa hiện nay thì khá là lớn. Các cái một số cái sông suối nhỏ nhỏ mình thấy nước nó đã dâng lên rất là cao, như thế chứng tỏ cái lượng mưa rất là lớn. Một số cái biệt thự của tôi là đã bị bão tốc bay cả ngói. Và hiện tại là có một cái biệt thự ở gần nhà tôi, sáng nay gọi điện cho anh đấy nói là nước nó chảy vào đầy trong nhà. Và hiện tại là tôi mới dặn là nếu có đi ra ngoài thì đội mũ bảo hiểm để đề phòng ngói nó rơi vào đầu. Thì anh ấy mới nói là bây giờ anh ở trong nhà vẫn phải đội mũ bảo hiểm chứ không phải đi ra ngoài nữa, nên là nó vỡ rồi, nó chảy nước lung tung trong nhà, nên là bây giờ không biết là chỗ nào an toàn chỗ nào không, thôi đội mũ cho nó mũ cho nó chắc. Nước nó chảy lung tung ở trong nhà không biết nó thế nào. Thì do biệt thự của anh đấy là không có đổ bê tông ở trên mái, là trên mái lợp ngói, cho nên khi mà ngói vỡ thì ngói bị bay thì nước nó sẽ chảy thẳng vào trong nhà. Biệt thự thì có người người ta đổ bê tông bên trên mái xong người ta mới lợp ngói, có người người ta không có đổ bê tông. Thì thực ra cũng chẳng ai thấy là Nha Trang có cái bão như thế này cả. Nếu đúng như mấy cái bác mà lớn tuổi ở đây nói thì có khi cả 100 năm rồi Nha Trang chưa có khi nào có một cái đợt bão như thế này. Còn tôi thì mới ở có 7 năm nên là cũng không không biết được như nào, để xem báo chí và truyền hình nói như thế nào về cái cơn bão này. Thì cái lượng gió mạnh và kéo dài từ khoảng 5 rưỡi sáng cho đến 9 rưỡi, 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi, 8 rưỡi, 9 rưỡi là diễn ra trong vòng khoảng 4 tiếng đồng hồ là cái lượng gió mạnh. Sau đó thì gió giảm, và bây giờ thì có thể nói là cái lượng gió như này thì nó khá là bình thường rồi. Bốc hết ngói. Đó, ngói bay hết ngói. Biệt thự bên này. Bên này. Thử bên này nóc cũng bay hết. Vậy luôn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để xem nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.